Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Em hôm nay lại lên cho mọi người tiếp thêm một cái video. Đấy là giày thể thao nữ hàng mới về mọi người nhé. Giày nhà ngập nhà luôn. Thế nên là ngày nào mọi người cũng sẽ được xem video giày mới. Mọi người thấy thích không ạ? Đến với cả một đôi đầu tiên nhé. À, mọi người mua hàng bên em thì hình thức chốt đơn thì chắc mọi người biết rồi đúng không? Mọi người sẽ kết bạn Zalo với em bằng số 0987785608 trên màn hình. Và mọi người chụp ảnh lại cho em nhé mọi người nhé. Mọi người ưng mã nào mọi người chụp ảnh lại gửi cho em. Đấy, và mọi người mua hàng thì sẽ chuyển cọc là 100.000. Sau khi đấy thì nhận hàng xong mọi người sẽ thanh toán nốt. Hoặc là mọi người chuyển khoản hết thì em sẽ miễn ship mọi người nhé. Đến với cả một đôi giày đầu tiên đi. Đôi này là hiệu này là của Nhật mọi người nhá. Hiệu này của Nhật nhưng mà sản xuất ở Hàn, ở bên trong là Made in Korea. Giày là hiệu của Nhật, em không nắm rõ về cái hiệu này, nắm hiệu này mới này. Nhưng mà em check ra ấy thì là rơi tầm khoảng là 6 triệu 8 7 triệu một đôi này mọi người nhá. Đôi này thì có size là 44, chiều dài size là 280. Đấy. Đôi này thì có mã là L9 size 44. Em thấy bán 6 7 triệu lận nhưng mà em không biết cái hiệu này thật mọi người ạ. Thế nhưng mà hiệu này là của Nhật và ở trong thì là mác là Made in Korea, là sản xuất ở Hàn. Đấy, và đôi này thì em bán cũng bình thường, đôi này bán 800 mọi người nhá. Đôi này full da, kết hợp màu da ở đây này, kết hợp với cả da lộn nhá. Nói chung là rất là đẹp, đôi này thì mặc với cả cái gì cũng đẹp, mặc với cả quần kaki hay quần vải cũng mặc được nhá. Mẫu này quần vải cũng mặc được. Đôi này bán 800, mã L9 size 44 mọi người nhá. Tiếp theo. Tiếp theo một đôi đôi này hiệu Hàn nhá. Mã là L31 size 40,5. 41 đi vừa, Made in Korea mọi người nhá. Đôi này thì bán 550, màu rất là đẹp. Nói chung là đôi này độ mới còn rất là cao, độ mới đôi này phải rơi tầm khoảng 97-98% mọi người nhá, siêu mới. Màu cũng đẹp luôn, cái màu siêu siêu đẹp. Mà lại nổi nữa nhá. Tiếp ạ. Adidas mọi người nhá, Adidas ạ. Đôi này thì có size là 42, mã L35 size 42. Đôi này em bán 550 rồi mọi người nhá. 550 size 42,5. Bố em đánh size thiếu. Đôi này là size 42,5. Đôi này bán 550 mọi người nhá, 550. Đấy. Và chiều dài size là 270 mọi người nhá, 270. Đây bán 550 mọi người. Tiếp theo. Một đôi New Balance màu siêu siêu đẹp. Đẹp cực luôn. Mã là L40 size 40,5. 41 đi vừa. Đôi này bán 550 mọi người nhá. 550. Bên này mác hơi mờ, bên này sao? Size 40,5 mọi người nhá. Đôi này rất là màu, rất là đẹp luôn. Màu rất là đẹp luôn mọi người nhá. New Balance. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Streetcar. Màu này cũng rất đẹp nhá mọi người ạ. Màu này màu xanh kiểu xanh xanh ngọc nhưng mà thiên về đậm nhiều hơn ấy. Và đôi này thì là da lộn mọi người nhá. Mã là L18 chân 43. Đấy, đôi này bán 650. Chiều dài chân là 28cm mọi người nhá, 28cm.
màu rất là đẹp luôn. Mọi người thấy đấy, đợt này em lấy về nhá, toàn những cái gọi là đôi độc lạ, mà những cái màu này là hơi bị hiếm luôn mọi người ạ. Tiếp theo một đôi chạy bộ nhá, mã là L12 size 395, hiệu là SES. Hiệu này là của nước nào để em xem nào. Đôi này của Hàn mọi người nhá, size 395, chiều dài chân là 25 cm. Đấy, hiệu của Hàn, đôi này bán 550, rất mới. Tiếp ạ, một đôi Nike nhá, mã là L37 size 41, đôi này bán 500. Đôi này hàng made Indo nhá mọi người nhá, chiều dài chân là 26 cm. Tiếp, để em lên cho mọi người một con Reebok nhá, đế băng. Đôi này siêu mới luôn ạ, màu trắng. Đôi này mặc với cả quần bò, quần bò nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Đôi này mã A7 nhá, size 43. Đấy, rất mới luôn mọi người ạ. Hiệu Reebok, Reebok thì đang bán trên thị trường giá dao động tầm khoảng 3-4 triệu một đôi mọi người nhá. Đôi này độ mới rơi tầm khoảng 98-99%. Đôi này chiều dài chân là 28 cm. Đấy, 28 cm nhá mọi người nhá, phun ra. Đôi này mặc với cả quần bò thì rất là đẹp luôn mọi người ạ. Màu đẹp. Tiếp theo, mọi người muốn lên nguyên hiệu không? Em có một cái con gà này siêu đẹp luôn đấy. Lấy được mấy con gà bán lên video con nào là hết con đấy mọi người nhá. Lên video con nào là hết con đấy. Tiếp ạ. Em lên cho mọi người một con gà nha. Gà này gà trống. Thì lên quá nhiều video rồi đấy, và giá dao động nhá thì là giá dao động ấy thì là giá dao động khoảng hơn chục triệu một đôi này nhá mọi người nhá, hơn chục triệu một đôi này. Mã A9, gà này của Pháp là size 40,5, 41 đi vừa. Đấy, mở mắt ra hôm qua là đã khách đã chốt một đôi gà size 40 mọi người nhá, size 40, 41 gì đấy, màu đen. Em đã lên đôi gà này với mọi người nhìn thấy không, ngày mùng 7 tháng 12 đấy, 1,3 triệu đấy. Và đôi đấy là màu đen hết nhá, nó không pha phối đẹp như đôi này đâu đấy mọi người nhá. Đôi này phun ra luôn. Đôi này thì bán là 1,350 mọi người nhá, 1,350. A19 size 40,5 bán 1,350. Lên cho mọi người một đôi Nike làm chạy bộ nhá. Mã là L36 size 40,5. Đôi này bán 550 mọi người nhá. 550. Đôi này hàng made Indo. Đôi này siêu mới ạ.
mới 98-99% nhé mọi người nhá. Mọi người nhìn video thì mọi người chắc là sẽ nhìn thấy rõ. Tại vì video nó thực tế nhất rồi, nhiều người bảo là nhìn video nó rõ rồi. Tại vì bình thường nếu mà chụp ảnh người ta sẽ chỉnh ảnh hết các thứ được đúng không? Nhưng mà người ta sẽ có thể gọi là xóa các thứ được, nhưng mà video là mình là xóa được mọi người. Nhìn trên video như nào thì ở ngoài nó như vậy nhé mọi người nhé. Nhìn bên trong, bên video như nào thì ở bên ngoài nó sẽ như thế này. Chết ạ. Nai để băng. Mã là L27 size 42. L27 size 42 siêu mới. Thế này. Đôi này thì bán 400 mọi người nhá. Adidas đế bằng. Đây là bố em đánh số, em chả hiểu sao bố em đánh đôi này 400 được ấy. Quá là rẻ. Trong khi thì đôi này thì rõ là đẹp. Đôi này phải bán 500-600 mọi người nhá. Thế nên là bác nào mà thấy gọi là giá nó lang hời thì mọi người nhanh tay chốt nha. Bởi vì là đôi này em không, em thấy bố em ghi 400 thì em không định sửa giá đâu. Nhưng mà em thấy là giá hơi hời ấy mọi người ạ. Tiếp ạ, mã L1 size 40. Đôi này cũng bán 400, chả hiểu sao ghi đôi 400 luôn. Nike E nhá mọi người nhá. Mà đẹp như này, màu này, pha phối. Thế em mới bảo là bố em ấy mà. Nhiều khi kiểu đánh. Nói chung là những đôi này thì hoan hỉ cho mọi người được. Còn những đôi hiệu thì em sẽ phải sửa giá mọi người ạ. Alo. Ừ. Ơi. Ừ. Ừ. Chết ạ, một đôi gì bút nhá, màu này cũng đẹp quá mọi người ơi. Màu này đẹp quá. Siêu siêu đẹp luôn đấy. Mà đôi này nhẹ nhá. Đấy, mọi người. Đôi này thì có size là 42,5, mã L22 size 42,5. Đôi này bán 500. Hàng nhà em gọi là khách trận xong còn thấy gọi là mới quá, xong khách bảo hàng này không phải hàng xi. Em bán hàng fake cho anh à. Em bảo là anh kiểm tra tem mác giúp em, xong anh ấy bảo là tem mác này làm giả được em ạ. Thế thì chịu rồi, em không biết nói cái gì nữa. Em bảo thế thôi, anh hoàn về giúp em luôn. Hàng em độ mới gọi là nó lúc nào cũng phải rơi tầm khoảng trên 95% luôn đấy. Thế nên nhiều khách tưởng vậy mà. Nhưng mà mọi người check hàng thoải mái. Mọi người nhìn đi hàng, mọi người đi hàng au với cả hàng fake thì mọi người biết chứ đúng không? Đây mọi người ơi, bình thường ấy, vì hàng fake ấy, hàng Quảng Châu ấy, hàng vớ vẩn ấy, là đây ví dụ như một cái đôi giày trẻ con này nhá, em nhập hàng Quảng Châu thì cái mác của nó đánh sai đánh số và nó sẽ ở dưới phần đằng ghế này mọi người, là nó không có tem mác các thứ, mã vạch rồi là gì nhỉ, sai của các nước như thế này đâu mọi người nhá. Thế nên là những anh đấy thì thôi, em bảo anh không lấy thì anh hoàn về giúp em. Mã L13 nhá, size 40,5, 41 đi vừa, đôi này bán 550. Trời ơi, đôi này màu đẹp thế nhở. Đôi này hàng made Indo, size là 25,5 cm mọi người nhá. Đôi này màu đẹp, siêu 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 đẹp luôn. Tiếp theo. Một đôi Adidas. Đôi này mã L7 size 42. Đôi này bán 650 nhá mọi người nhá. Đôi này thì rất là mới, nói chung là độ mới đôi này rơi tầm khoảng trên 95%. Hàng là made Indo, size 42,5. Chiều dài size là 270 mọi người nhá, 270. Tiếp ạ.
một đôi nai nhá. Màu này cũng rất là đẹp, mã là L38 size 43. Đôi này em cũng bán 5,5. Khách nhà em bảo không bảo là chụp giày cho anh xem, mà lại bảo cho anh xem nội thất bên trong với em. Nhiều khách vui tính ghê ấy. Tiếp ạ. Đôi này thì size 43, mã L 38 size 43, đôi này bán 350 nha. Hàng chiều dài chân là 27,5. Hàng made in Việt Nam. Này nhá. Made in Việt Nam. Tiếp ạ. Một đôi Adidas nhá. Mã L17 size 43, rất là mới luôn mọi người ơi. Đôi này bán 700 nha. Hàng made Indo, chiều dài size là 275. Made Indo nha. Đôi này mới lắm, mới 98-99% mọi người nhá. Không một vết xước cả luôn. Màu này cũng siêu siêu đẹp luôn đấy. Wow. Một đôi Nike em màu xanh ngọc nhưng mà phun da mọi người nhá, phun da, mã L17 size 40. Đấy, phun da và đôi này bán 650 nhá. Chiều dài chân là 25 cm. Mọi người ơi, đẹp vô cùng luôn này, da này. Phun da, lần đầu tiên em thấy một đôi Nike mà phun da đấy. Alo. Thế á, đây để em xem lại ảnh xem nhá. À, cái đôi caro sọc là của nam, là của nữ. Caro sọc cơ. Ờ, nằm ở gác cao đó. Nằm ở đây cứ để thành cái cục gì đó. À, đôi đấy của nam nhưng mà hàng trẻ con chị ạ. À, hàng trẻ con à? Ừ. Nữ em mới về được mấy đôi cũng khá là đẹp, như size bao nhiêu ạ? Nói chung là tầm 37-38. Vâng. Size bao nhiêu hả chị? 42 á, em có đôi cá sấu rồi, có lấy không? Hiệu. Ok. Vâng, đúng rồi. Ok, đợi em một tí tại em đang quay video xong lát em chụp cho. Vâng. Ok chị, em cảm ơn. Vâng.
Tiếp theo một đôi Adidas nhá, siêu mới luôn mọi người ạ. Đôi này thì hiệu Cloudform, hàng made Indo, size 40, mã L7, size 40. Đôi này bán 650, chiều dài size là 250. Adidas mọi người nhá. Tiếp ạ, Nike siêu nhẹ nhá. Nike siêu nhẹ, mã L16, size 40,5. Đây này bán 550, siêu nhẹ mới. Tiếp, một đôi Nike em mắc nhá. Nike em mắc, mã L20, size 41. Đôi này bán 600 mọi người nhá, 600. Chiều dài chân là 26 cm mọi người nhá. Đôi này màu siêu đẹp luôn đấy. Trời ơi, màu đẹp lắm. Và đôi này mới lắm. Tiếp theo nha, mã cuối cùng à. Đây là mọi người, mã cuối cùng nhá trong chương trình live hôm nay. Đôi này thì là mã cuối cùng và cũng là cái đôi mà rất là đẹp. Đây mọi người, form rất là đẹp, dày dặn, dáng thể thao. Đôi này thì size 43, mã L14, size 43. Đôi này bán 600, hàng made Indo, chiều dài chân là 27,5 mọi người nhá, 27,5. Đôi này đẹp lắm mọi người ạ. Màu thì mọi người nhìn trên ảnh là mọi người biết nhá, nhìn trên video là mọi người thấy rồi. Đấy, và đôi này thì là mã cuối cùng trong chương trình live hôm nay. Em hôm nay chắc là video sẽ dừng ở đây thôi mọi người nhá. Mọi người ưng mã nào thì mọi người chốt đơn inbox cho em qua số Zalo là 0969787785608 trên màn hình. Chụp ảnh gửi cho em, gửi qua Zalo mọi người nhá. Và chốt đơn cũng qua đấy. Và mọi người đừng quên là bấm kênh theo dõi của Sốt Tuấn Hương, chuyên hàng xi chính hãng để xem những video mới nhất ạ. Em chào tất cả mọi người.